Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6. Từ sáng đến giờ bên em tiếp khá là nhiều đoàn khách. Và đây là bác khách đang bên em đang test không gian ngoài. Bên trong vẫn còn hai đoàn khách nữa. Bên em đang test, chú mang âm ly của mình đến test đôi loa 1204 bản màu xanh coban và một con sub monster bắt 30. Đó thì bên em test trực tiếp cho chú. Chú mang cả âm ly đến để đánh giá và ghép cảm thấy rất phù hợp. Đó thì bên em nghe ở ngoài rất là hay. Rất là hay. Đấy, âm ly Jaguar 203. Ok, rất là hay và ngọt ngào. Đó, con sub monster kết hợp với làm 1204 rất là tuyệt vời. Vâng, chú đã chốt rồi, rất là đơn giản, rất là nhanh, chưa đến một phút. Chú nghe trực tiếp, chú rất là hài lòng. Đó. Con âm ly ghép rất là phù hợp với con sub monster này. Cặp loa cây 1204 Pro màu xanh coban. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với đội ngũ Sika Minh Số để được tư vấn cũng như hỗ trợ, hoặc là đến trực tiếp tại 133 phố Trường Lâm nhé. Và đánh dấu cho chú luôn, hướng dẫn cho chú luôn cách kết nối. Đó, cái âm ly chú mang đến tận nơi đấy ạ, để test. Và bác nào mà muốn nâng cấp âm ly hay là bỏ âm ly thì có thể lên những cái mẫu đẩy nhấn vang như D50S, X2 Pro hoặc là X23 Pro, phụ thuộc vào kinh tế. Rất là cảm ơn các khách đã tin tưởng và ủng hộ. Con sub monster cực chất, cực đẹp. Vâng, chú đã chốt rồi và bây giờ là chú thanh toán cho bên phòng ban kinh doanh. Rất là cảm ơn chú. Đó, bên em đã đóng hàng và còn đối loại cây này hơi cao thì bên em chở sang sau. Gần Gia Lâm. Bây giờ chú chở con súp trước, sau đó là bên em sẽ chở cặp loa cây 1204 xanh của bạn này sang cho chú. Đó thì chú đã chở về trước con súp monster, thì mà chú mang cả âm ly đến đánh test thử thì anh chú rất là hài lòng. Đó, âm ly bên em đã kết nối sẵn rồi. Súp monster còn cặp 1204 bên em sẽ chở sang sau cho chú. Đó,